Để mở rộng địa bàn ra Hà Nội, Nguyễn Thị Mai Thi, 20 tuổi, trú tại Bình Xuyên, quận Gò Công, Tiền Giang, đã tuyển những cô gái có nhan sắc vào đường dây gói gọi cao cấp chuyên phục vụ đại gia. Khi hai gái bán dâm do Thi điều đến bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, thì bị tổ công tác đội cảnh sát hình sự quan quận Bắc Từ Liêm bắt quả tàng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mai Thi khai nhận đã từng làm gái mại dâm tại thành phố Hồ Chí Minh nên mối quan hệ khá rộng, trong đó phần lớn là đại gia cách đây một tháng để mở rộng địa bàn hoạt động với ý định xây dựng một đường dây gái mại dâm hạng sang liên tỉnh. Thi chỉ tuyển những cô gái có thân hình đẹp, có nhan sắc và tuổi thường dưới 20, bán dâm với mức giá 300 đô la Mỹ một lần. Mỗi phi vụ thì được hưởng 50%. Trong vụ việc trên, khách mua dâm thanh toán 10 triệu đồng thì thi được hưởng 5 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố, tạm giữ Nguyễn Thị Mai Thi về hành vi môi giới mại dâm.